Cô chào các em. Nếu như những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu các quốc gia của Đại Phương Đông gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc, thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một quốc gia nằm ở phương Tây, đó chính là Hy Lạp cổ đại. Hy Lạp là một quốc gia nhỏ bé với diện tích chỉ hơn 130.000 km2. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng nơi đây đã từng tồn tại một nền văn minh cổ đại phát triển rất rực rỡ, gắn liền với tên tuổi của các vĩ nhân mà nhiều thành tựu của họ vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta hiện nay. Vậy thì những nhân tố nào đã đem lại vinh quang cho người Hy Lạp? Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để khám phá điều kỳ diệu đó trong bài số 10 Hy Lạp cổ đại. Mục tiêu bài học. Qua bài học này, chúng ta sẽ nêu và nhận xét được những tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Hy Lạp cổ đại. Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp. Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại. Về cấu trúc bài học. Bài học được chia ra làm 3 phần lớn. 1 la mã điều kiện tự nhiên, 2 la mã tổ chức nhà nước thành bang, 3 la mã những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Và nhiệm vụ của cô và các con ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 và phần 2 la mã nhé. 1 la mã điều kiện tự nhiên. Cô mời các con cùng quan sát hình 10.2, lược đồ Hy Lạp cổ đại. Các con cùng quan sát phần chú giải nằm phía góc trái trên lược đồ. Các con sẽ thấy Hy Lạp là tên quốc gia cổ. Những chấm tròn màu đỏ, đó chính là những thành phố cổ, thị quốc cổ. Và hình ảnh mũi neo, đó chính là thể hiện cho hải cảng Pire. Hy Lạp nằm ở phía nam bán đảo Ban Căng, các đảo trong vùng biển Aegean và miền ven biển phía tây Tiểu Á. Địa hình bị chia cắt thành vùng đồng bằng nhỏ hẹp bởi các dãy núi thấp chạy dài ra biển, đất đai khô cằn. Hy Lạp có đường bờ biển dài, có hàng nghìn hòn đảo nhỏ thuận tiện cho việc giao thương và buôn bán. Các con cùng quan sát với cô hình ảnh bờ biển phía đông, khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh kín gió tạo nên các cảng tự nhiên, và trong đó Pire chính là cảng biển nổi tiếng nhất. Bên cạnh đó thì người Hy Lạp họ đã biết khai thác các khoáng sản tự nhiên dưới lòng đất như là vàng, đồng và sắt. Vậy thì điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự phát triển của Hy Lạp cổ đại? Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là sự tác động đến phát triển kinh tế. Dân chúng sống chủ yếu ven bờ biển và phụ thuộc vào biển. Phát triển mạnh các ngành kinh tế gắn với biển như là thương mại, đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản. Xây dựng các cảng biển, phát triển đóng tàu, thuyền, phát triển thương mại trên biển, phát triển các ngành thủ công nghiệp như là làm gốm, chế tác đá, sản xuất dầu ô liu, chế biến rượu vang. Và theo địa hình của Hy Lạp cổ đại thì chúng ta có thể thấy ở Hy Lạp không có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về nông nghiệp. Thứ hai, điều kiện tự nhiên cũng giúp cho con người ổn định sinh hoạt văn hóa. Do khí hậu khô ráo và có nhiều ngày nắng trong năm thì hầu hết các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đều được diễn ra ở ngoài trời. Cô đã hướng dẫn cho các con việc xác định vị trí cảng Pire trên lược đồ. Và sau đây
thì các con hãy cùng quan sát và đọc hiểu lược đồ. Cảng Pire là trung tâm xuất nhập khẩu và buôn bán nô lệ sầm uất nhất của thế giới cổ đại. Từ cảng Pire, Athens có thể xuất khẩu sang các quốc gia lân bang những sản phẩm nổi tiếng như rượu nho, dầu ô liu, đồ gốm màu, đá cẩm thạch, thiết, chì, vải, vân vân, và nhập về các mặt hàng thiết yếu như ngũ cốc ở Hắc Hải và Bắc Phi, hạt tiêu ở Ấn Độ, chà là và lúa mì của Lưỡng Hà. Đây là đoạn trích trong cuốn Lịch sử Thế giới cổ đại, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội do tác giả Lương Ninh viết vào năm 2009. Và hình ảnh bên tay phải chính là cảnh đông đúc tấp nập của cảng Pire. Cô mời các con cùng quan sát hai loài cây được xem như là đặc sản của vùng đất Hy Lạp Địa Trung Hải này, đó chính là nho và cây ô liu. Trong đó, ô liu là cây trồng phổ biến nhất ở Hy Lạp. Dầu ô liu để chế biến thức ăn và làm đẹp. Cành lá ô liu tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng và hòa bình. Các cây ô liu cổ thụ mọc hoang được coi là linh thiêng, và luật ở Athens cổ đại quy định rằng kẻ nào dám đốn một cây ô liu mọc hoang sẽ bị xử tội chết. Và đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên thì hình phạt giảm nhẹ thành lưu đày hoặc là nộp phạt. Những vòng lá ô liu trao cho người chiến thắng trong các kỳ thi Olympia bắt buộc phải lấy từ các cây cổ thụ mọc hoang. Ngày nay, số lượng cây ô liu ở Hy Lạp rất lớn, bình quân 7 cây ô liu trên một người dân, và Hy Lạp là một trong các quốc gia xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu của thế giới. Và do phần 1 La Mã chúng ta là nội dung tự học của học sinh, cho nên là cô không cho các con ghi bài. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần 2 La Mã, đó là tổ chức nhà nước thành bang. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm thành bang. Thành bang là những nhà nước nhỏ, có một thành thị là trung tâm, xung quanh là vùng đất trồng trọt. Và trong mỗi thành bang sẽ có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát, bến cảng. Mỗi thành bang sẽ có một bộ máy quyền lực riêng, luật pháp riêng và tài chính riêng. Thời kỳ cổ đại, Hy Lạp bao gồm rất là nhiều thành bang độc lập. Tiêu biểu nhất chính là hình thức nhà nước dân chủ ở Athens. Cô mời các con cùng quan sát khu vực Athens nằm trên lược đồ Hy Lạp cổ đại. Chúng ta đã được nghe về cụm từ nhà nước dân chủ Athens. Vậy thì dân chủ nghĩa là sao? Các con hãy cùng tìm hiểu với cô nhé. Khái niệm dân chủ ngày nay có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và mang ý nghĩa quyền lực thuộc về nhân dân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem quyền lực của nhân dân Athens được thể hiện như thế nào. Cơ cấu tổ chức của nhà nước Athens gồm có 4 cơ quan chính. Thứ nhất là Đại hội Nhân dân. Thứ hai là Hội đồng 10 tướng lĩnh. Thứ ba là Hội đồng 500. Và thứ tư là Tòa án 6.000 người. Và trong 4 cơ quan chính này thì Đại hội Nhân dân được xem là cơ quan quan trọng nhất của nhà nước Athens. Học sinh đọc mục Em có biết trong sách học sinh trang 55 và trả lời những câu hỏi sau, gồm có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các cơ quan này có phải là tự nhiên thành lập hay là bầu cử? Câu hỏi thứ hai, nếu bầu cử thì ai sẽ là người bầu ra các cơ quan này? Và câu hỏi thứ ba, những ai mới có quyền công dân? Câu hỏi thứ tư, ai sẽ là người tham gia chính quyền? Cô và các con sẽ cùng đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên nhé. Câu hỏi thứ nhất, các cơ quan này có phải là tự nhiên thành lập hay là bầu cử? Những cơ quan chúng ta đã tìm hiểu vừa rồi đều phải qua hình thức là bầu cử để mà thành lập nên. Vậy thì ai sẽ là bầu ra các cơ quan này?
đó chính là các công dân. Vậy thì những ai mới có quyền công dân? Các con chúng ta đã đọc sách Học sinh trang số 55, Một em có biết, thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời rằng đó là những người nam trên 18 tuổi, có tài sản và cha mẹ đều là công dân Athens. Vậy thì những ai ở Athens không có quyền công dân? Đó chính là những người phụ nữ, trẻ nhỏ và công dân Athens, nhưng cha mẹ không phải là người Athens đều không được hưởng quyền công dân. Vậy thì quyền công dân chính là quyền bầu cử của người công dân. Những ai có quyền công dân thì mới được đứng ra bầu các chức vụ trong những cơ quan lớn của nhà nước. Vậy thì ai sẽ là người tham gia chính quyền? Đó là các công dân Athens nam trên 18 tuổi. Vậy thì các con sẽ thấy nền dân chủ của Athens nó cũng có một cái sự hạn chế nhất định. Đó chính là những người nam trên 18 tuổi có tài sản và cha mẹ là công dân Athens thì mới được xem như là các công dân. Còn những trường hợp khác thì coi như là người không có quyền công dân. Đây chính là sự hạn chế của nền dân chủ ở đất nước Athens, Hy Lạp. Quan sát bức tranh trên, em thấy những gì? Cô gợi ý, em thấy trong bức tranh có những nhân vật nào? Theo em, người đứng giữa bức tranh là ai? Ông ta đang làm gì? Những người khác gồm những ai? Và họ đang làm gì? Xa xa sau đám đông là cái gì? À, đây chính là bức tranh miêu tả một cuộc họp của Đại hội Nhân dân dưới thời Pericles. Sau đây thì chúng ta cùng quan sát lại quang cảnh của một cuộc họp Đại hội Nhân dân dưới thời Pericles. Đây là cuộc họp của cơ quan quan trọng nhất của các tổ chức ở nhà nước Athens. Pericles là người lãnh đạo cao nhất của Athens, đang đứng ở giữa quảng trường tại Aeropolis. Ông đang chỉ tay lên trung tâm của Athens, đồi Aeropolis, trong đó đền Parthenon cao nhất, nổi bật giữa những công trình kiến trúc. Và yếu tố dân chủ ở đây chúng ta có thể thấy đó là các người dân được phép tham gia trong những cuộc họp này. Và các bạn chúng ta có thể thấy là Pericles đang đứng trên bục diễn thuyết của cuộc họp Đại hội Nhân dân. Nhiều công dân tham dự, có người đang nằm, đang ngồi, đang làm việc riêng như là nói chuyện nè, uống rượu, nấu ăn, vân vân. Nhiều người chăm chú nghe bài diễn thuyết của ông, nhưng cũng có một số người phản đối. Đó là những người giơ tay đòi đuổi ông xuống. Và vị trí của ông đứng trên quảng trường cũng không phải là ở vị trí cao nhất. Cô mời các con cùng ghi nội dung của phần 2 La Mã tổ chức nhà nước thành bang vào trong tập nhé. Về hướng dẫn học tập, các con chú ý học bài và đọc sách tiếp phần 3 La Mã của bài 10 Hy Lạp cổ đại. Cô mến chào các con.